Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay là tối ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ. Bây giờ là khoảng 7 giờ rưỡi tối tại Cali. Ở Việt Nam đó, mà đã bước qua cuối tuần ngày thứ bảy rồi. Thì hai năm qua các bạn cũng đã nghe Thuần chia sẻ rất là nhiều. Cuối tuần này đó, Thuần hy vọng các bạn có thể là tận hưởng một cuối tuần vui vẻ các bạn. Nhất là những thời điểm mà thị trường nó sôi động và tốt như thế này để thuận hôm nay đã dành thời gian để chia sẻ video ngắn hơn với các bạn chúng ta sẽ lướt một số những cái thông tin rồi à, thường cũng sẽ nghỉ ngơi ngày mai và sẽ không có video các bạn chúng ta đầu tiên hết sẽ thấy được là chứng khoán ngày hôm nay kết thúc cũng đã có cái sự hồi phục các bạn và hôm nay đây chúng ta đã thấy được là chỉ số S&P 500 mặc dù là các bạn đã thấy là tháng 12 đó thì chứng khoán nó hơi đỏ chút xíu nhưng mà đến ngày hôm nay đó sự hồi phục đã khiến cho S&P 500 đã đạt cây đỉnh cao mới trong năm nay các bạn đó là một điều mà cũng rất là vui cho nhiều nhà đầu tư chứng khoán chỉ số nasdaq hôm nay cũng đã tăng trở lại 0.45% và dow jones đã tăng 0.36% và tôi hy vọng là năm nay và trong vòng hai ba năm qua đó các bạn đã thực sự nhận ra được nhiều điều đáng giá trong thị trường này tôi nghĩ là trong vòng 3 năm qua đó những gì mà các bạn nhận được từ thị trường nó còn đáng giá hơn là nhiều người đầu tư trong vòng 10 năm qua các bạn tại vì trong vòng 3 năm qua đó một điều các bạn đã nhận ra được là thị trường tài chính nó không ai ai biết gì hết các bạn và không ai có thể nói trước được điều gì. Chúng ta cứ nghĩ đi lúc mà có dịch bệnh xảy ra năm 2020 đó thì biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu chuyên gia, biết bao nhiêu người chuyên về kinh tế. Họ nói là thị trường sẽ ảm đạm bao nhiêu năm, chứng khoán sẽ giảm bao nhiêu lâu, xe cộ bất động sản sẽ giảm thế nào các bạn cuối cùng chúng ta thấy được là năm 2020 và năm 2021 là những năm mà có sự bùng nổ cực kỳ mạnh cho tất cả thị trường tài chính và năm nay thì sao các bạn chúng ta đã đến gần cuối năm rồi đúng là chúng ta thấy Fed cũng đã tăng lãi suất liên tục trong năm nay nhưng mà chúng ta thấy là kết quả thì sao kết quả đã chứng khoán hồi phục chúng ta có crypto có sự tăng trưởng mạnh trong năm nay chúng ta thấy được là ngay cái khi mà lãi suất ở mức cực kỳ cao trong vòng mấy chục năm qua đó thì chúng ta vẫn thấy được là bất động sản hoa kỳ tiếp tục tăng Điều này cho chúng ta thấy được không ai có thể biết chứ được tương lai các bạn phải tự đưa ra quyết định cho bản thân của mình và các bạn cần phải đưa ra những cái chiến lược và có cách để mà quản lý rủi ro đó mới là cách hay nhất các bạn và có rất nhiều cái để đầu tư cách mà thuận thường hay chia sẻ với các bạn đó chính là trung bình giá và thuận hy vọng là trong vòng hai năm qua các bạn cũng đã có thể thấy được cái thành quả của trung bình giá thực sự là như thế nào Đương nhiên trung bình giá nó sẽ đòi hỏi các bạn phải trung bình giá đúng tài sản có sự tăng trưởng dài hạn, nó đòi hỏi các bạn phải có một cái nguồn tiền ổn định. Nhưng mà nếu các bạn có một kỷ luật và có một nguồn tiền ổn định và có lòng tin dài hạn đó thì đó là một chuyện chiến lược mà bớt đau đầu nhất và có thể cho các bạn cái thành quả không hề nhỏ. Chúng ta bây giờ hãy nói tới hợp đồng của dầu đi các bạn. Hợp đồng của dầu đó thì bây giờ vẫn ở mức thấp. Chúng ta thấy được là vẫn ở mức là 71 đô 26 cent cho một thùng dầu. Vàng đó thì sao các bạn? Vàng thì sau khi đạt đỉnh cũng đã trả về các bạn. Bây giờ mức là 2020 đô. Chúng ta gần một lần nữa lại xuống dưới 2.000 đô rồi. Nhưng mà ngược lại đó thì crypto hôm nay lại rất là tốt các bạn. Chúng ta có thể nhìn thấy được khi mà nhìn vào Bitcoin chúng ta một lần nữa đã qua 44.000 đô và hồi nãy đó Bitcoin đã lên tới 44.800 đô các bạn Ethereum hôm nay cũng tăng và chúng ta cũng có rất nhiều những altcoin tăng tôi sẽ chia sẻ thêm một lát nữa với các bạn nhưng mà tin tức lớn ngày hôm nay liên quan đến thị trường tài chính nói chung đó, mà nhiều người chờ đợi đó chính là chỉ số phần trăm thất nghiệp ra sao và chỉ số phần trăm thất nghiệp cho thấy được là chúng ta ở mức là 3.7%. 3.7% là rất là thấp các bạn và thấp hơn cái tháng vừa rồi. Tháng vừa rồi là 3.9% và khiến cho nhiều người bắt đầu là lo lắng các bạn. Tại vì hơn 4% là Fed đã bắt đầu trả mồ hôi rồi. Hôm nay đây chúng ta thấy được là chỉ số đã giảm trở về là 3.7% các bạn đã nhìn thấy trên màn hình đây là cái chỉ số phần trăm thất nghiệp cái đường màu xanh trên màn hình thì chúng ta thấy được là bắt đầu là từ tháng 1 của năm 2021 lúc đó đó phần trăm thất nghiệp lên tới là 6.3% tại vì đó là cái thời gian đại dịch các bạn rồi sau đó từ từ cách ly xã hội từ từ được giãn ra rồi chúng ta bắt đầu thấy là mọi thứ trở lại bình thường và chúng ta nhìn thấy được là phần trăm thất nghiệp cũng đã bắt đầu giảm xuống giảm xuống và mức thấp từ lúc tháng 7 của năm ngoái cho đến bây giờ và một điều đó, các bạn cần phải nghĩ đến là tuy phần trăm thất nghiệp bây giờ vẫn thấp tại vì sao các bạn tại vì tính tới tháng vừa rồi đó thì khả năng là vẫn còn có nhiều nơi mướn người nhưng mà một điều rất rõ ràng khi mà các bạn nhìn vào cái số lượng việc làm có sẵn ở Hoa Kỳ thì các bạn đã thấy xu hướng như nào các bạn xu hướng đó Ngày càng giảm xuống Không phải là giảm liên tục Nhưng mà các bạn thấy được là Nếu chúng ta chỉ so sánh từ tháng 1 của năm ngoái tới bây giờ đó Thì cái số lượng việc làm đã thấp hơn So với cách đây một năm Khi chúng ta tính chế độ trung bình Và chúng ta thấy được là cái số lượng việc làm đó, Tháng này thì đã cao hơn tháng trước đó Tháng trước đó là 150.000 Tháng này là 199.000 ngay bây giờ chúng ta đã thấy là chỉ số mới nhất từ Bộ Lao động đó là mỗi một người Hoa Kỳ nếu như chỉ tính sơ bộ ra thì sẽ có một việc làm chờ sẵn. Đương nhiên cái đó là chúng ta tính theo con số mà thôi. Không phải là một người thất nghiệp sẽ có việc làm ngay lập tức các bạn giống như là một người đang làm cho ngân hàng mà họ bị thất nghiệp tại vì ngân hàng năm nay đó họ làm ăn cũng không phải là được tốt lắm vì lãi suất cao không có nhiều người vay mượn nhưng mà cũng không có nghĩa là người đó sẽ có thể kiếm được việc làm ngay lập tức tại vì cái việc làm có sẵn đó có thể là việc làm ở trong một cái kho hàng nào đó hay là ở trong một cái khu du lịch thì nó sẽ không phù hợp nhưng mà chúng ta thấy được là cái số lượng việc làm thực sự cũng đã giảm xuống con số này đó chúng ta thấy thấp nhưng mà nó có thể thay đổi rất là nhanh chóng tất cả những điều này là tại sao các bạn cần phải quan tâm đến tại vì nó sẽ gắn liền trực tiếp với một sự kiện trong tuần sau đó chính là liên quan đến Fed hợp các bạn còn 4 ngày nữa ngay bây giờ đó thì không có gì thay đổi hết 97 phần trăm với nghĩ là Fed nghiêng về là sẽ không tăng lãi suất nữa các bạn chỉ có 2.9 phần trăm nghĩ là Fed sẽ tăng lãi suất mà thôi và chúng ta cũng sẽ có thêm một chỉ số nữa là chỉ số phần trăm là phát CPI chỉ số đó có quan trọng hay không đó thì cũng quan trọng các bạn nhưng mà trong cái bối cảnh là Fed sẽ hợp trong vòng 4 ngày nữa thì cái chỉ số phần trăm là phát CPI đó cũng không có phải là quan trọng lắm đâu các bạn tại vì sao? Tại vì Fed đã từng nói là sẽ không giảm lãi suất chỉ vì có một vài tháng chỉ số CPI tốt thì ngược lại Fed cũng sẽ không tăng lãi suất chỉ vì một dài chỉ số CPI xấu, Cho nên tới bây giờ đó thì khả năng chúng ta đã thấy là việc phép tăng lãi suất năm nay đã hầu như đã không còn nữa các bạn. Cũng giống như là chúng ta nói tới khả năng có Bitcoin Spot ETF bây giờ đã đến rất là gần rồi các bạn. Thì bây giờ cũng như vậy, khả năng hầu như là sẽ không có thêm được tăng lãi suất nào năm nay nữa và chúng ta có thể nhìn thấy được là giá Bitcoin ngày hôm nay đã cũng đã có cái sự tăng trưởng trở lại, cái sự hào hứng liên quan tới Bitcoin Spot ETF cũng đã trở lại rồi các bạn và cách đây vài tiếng nó giá nó lên tới 44.757 đô. Bây giờ đang ngồi lại chút xíu các bạn nhưng mà vẫn hơn 44.000 đô và chúng ta có thể nhìn thấy được là không chỉ riêng bitcoin các bạn thật ra bitcoin hôm nay tăng không có là bao nhiêu nhưng mà chúng ta có nhìn thấy được là có rất nhiều những altcoin đã tăng và nếu chúng ta nhìn vào những altcoin tăng mạnh hôm nay đó chúng ta có Cardano tăng 25% các bạn, chúng ta có Avalanche tăng 18%, Polkadot 19%. Những nền tảng này đều tăng hết và khi các bạn nhìn vào cái cột 7 ngày đó chỉ 7 ngày qua Bitcoin đã tăng 14%, Ether tăng 12.6%, chúng ta có XRP tăng hơn 10%, Solana tăng 21% các bạn, Cardano tăng 50% trong vòng một tuần qua cuối cùng cũng đã có cái sự di chuyển rồi các bạn. Hy vọng sẽ có một ngày nào đó Thuận có thể khui hai chai rượu Cardano để mà tận hưởng với các bạn. Nhưng mà hôm nay thì vẫn chưa phải các bạn Tại vì cái mức này so với cái mức mà Thuận dùng Cardano để mà mua hai chai rượu đó Thì vẫn còn cách rất là xa các bạn Lúc đó là khoảng 2 đô lần <laughs> Nhưng mà vẫn là một cái tuần tốt cho Cardano Chúng ta thấy Dogecoin cũng tăng Chúng ta có Avalanche cũng tăng 44% Polkadot 36% Nói chung là cả thị trường rất là sôi so động các bạn Có rất là nhiều màu xanh trên màn hình Và không chỉ riêng là những đồng lớn như nền tảng Chúng ta thấy được là những Allcoin nhỏ Những cái meme coin cũng tăng luôn Chúng ta có Bond đã tăng 22.7% các bạn và không chỉ riêng là bon mà chúng ta có thể nhìn thấy có snake snake ở trên mạng lưới của Cardano là một cái meme coin cũng đã tăng 43% ngày hôm nay các bạn. Chúng ta có thể nhìn thấy được bon như thường như chia sẻ cũng đã tăng, chúng ta có Dogecoin hôm nay cũng tăng tuy là không phải là nhiều lắm các bạn nhưng mà vẫn tăng 5.38% và Shiba Inu cũng màu xanh ngày hôm nay tăng khoảng chừng là 4%. Và đương nhiên với sự tăng trưởng đó thì nhiều bạn sẽ muốn biết là chúng ta đã ở đâu khi mà nói tới phần trăm thôi đang có lời thì để thường chia sẻ cái thông tin mới nhất với các bạn. Và đây là cái thông tin mới nhất các bạn khi mà thường zoom vào đó các bạn sẽ thấy được chúng ta bây giờ đang ở cái mức là 91.11% chúng ta đã trở lại cái mức mà cách đây 2 ngày đó các bạn lúc đó là 91.19%. Nghĩa là chúng ta chỉ cách cái dùng màu đỏ bên trên này đó, dùng màu đỏ này là bắt đầu từ 95%, chúng ta chỉ cách có 3 chấm mấy phần trăm mà thôi các bạn. Nói chung nó cũng đã đến rất là gần rồi. Và các bạn đã biết là khi mà đi vô dùng màu đỏ này đang nghĩa là rất nhiều Bitcoin đang có lời dựa theo tài liệu on-chain thì khả năng chốt lời nó sẽ tăng lên. Không có gì đảm bảo 100% nhưng mà đó là cái cách mà các bạn đọc cái biểu đồ này. Cũng như ngược lại các bạn những lúc mà đi vào cái dùng màu xanh bên dưới này Dưới 50% có lời là những lúc mà tốt tích lũy dài hạn giống như là tháng 11 của năm ngoái như các bạn nhìn thấy trên màn hình Còn chỉ số còn lại đó chính là NUPL thì NUPL đang ở đâu các bạn thì chúng ta vẫn như vậy Vẫn đang nằm ở trong cái vùng màu xanh lá cây hiện tại Mới đây cập nhật mới nhất liên quan đến chỉ số phần trăm có lời và NUPL. Nó sẽ cho các bạn một cái nhìn tổng quát là chúng ta đang ở đâu mà thôi. Nói chung đó chúng ta đang ở một cái thời điểm mà rất là sôi động và những mà nào mà đây là cái chu kỳ đầu tiên đó, thì sẽ cảm thấy là cực kỳ cực kỳ hứng thú luôn. Khi các bạn thức dị mỗi ngày đây các bạn thấy được là đồng của mình tăng mười mấy phần trăm, hai mươi phần trăm thì các bạn cảm thấy là cực kỳ vui trên căn bản đó đây là một cái thông tin Thùng đã chia sẻ gần đây với các bạn nhưng mà để chia sẻ sơ sơ lại và đây là thông tin đã có cách đây rất rất lâu rồi các bạn đây là cái bài thường chia sẻ từ năm 2021 lần cái lý thuyết nó vẫn là như vậy chỉ là nó sẽ có một số thay đổi trong thời gian gần đây mà thôi các bạn thấy được là khi mà nguồn tiền vào đó thì lúc nào cũng sẽ vào bitcoin trước cho nên các bạn đừng có lo lắng khi mà Thùng thấy nhiều bạn nói là ờ tại sao mà bitcoin tăng nhưng mà o không có tăng như là cách đây khoảng dừng là hai tháng hay gì đó Thực ra đó là điều rất bình thường các bạn Tiền sẽ vào Bitcoin trước Rồi sau đó thị trường sôi động lên Rồi bắt đầu chúng ta thấy được là một số tiền Sẽ bắt đầu đổ vào những cái altcoin Và bắt đầu ra là từ đổ vào những altcoin lớn Hồi xưa đó là chúng ta thấy được là Nó đi từ Bitcoin qua Ethereum Nhưng mà đợt này nên thường ta thấy có một cái sự thay đổi Không biết là thay đổi từ đây về sau hay là chỉ vì thời điểm này mà thôi. Bây giờ thường cảm thấy được là những nền tảng đó thì nó tăng cùng nhau. Giống như là sau Bitcoin rồi đó chúng ta lại thấy là Solana, Ethereum, Cardano chúng ta có poker dot từ từ tăng trưởng cùng nhau các bạn chứ không chỉ riêng là Ethereum. Rồi sau đó chúng ta có những cái altcoin lớn giống như chúng ta nói tới những cái altcoin như là Litecoin hay là Bitcoin Cash cũng tăng trưởng các bạn cho dù là có tin tức hay là không có tin tức. Rồi sau đó chúng ta thấy được là có rất nhiều những meme coin những altcoin nhỏ cũng có sự tăng trưởng cho dù là không có tin tức nào hết. Và bây giờ đó thì có thêm một cái nữa đó chính là NFTs. Chúng ta sẽ nhận ra được là có những cái thông tin như là gần đây các bạn thấy là có những thông tin là những cái NFTs lại bán rất là được được đấu giá ở giá rất là cao các bạn. Thì đó là cái giai đoạn thứ tư trong một cái sự tăng trưởng chúng ta sẽ có sự lặp lại từ giai đoạn 1 tới giai đoạn 4 chu kỳ lớn hơn cũng có những giai đoạn như thế này nhưng mà trong từng phần của cái sự tăng trưởng đó chúng ta cũng sẽ thấy là tiền nó sẽ chảy từ giai đoạn 1 tới giai đoạn 4 và cứ lặp đập lại như là thường Dư chia sẻ với các bạn cái này nó thay đổi chút xíu tùy theo là thời điểm như là ngay bây giờ đó thì cần phải cập nhật lại nhưng mà cái lý thuyết nó cũng sẽ là như vậy tiền sẽ đổ vào rồi sau đó bắt đầu là phân phối cho những cái altcoin lớn, trung bình, nhỏ hơn rồi lại đổ cho về Bitcoin và cứ như vậy chúng ta cứ tiến tới. Đó là dấu hiệu của một cái mùa tăng trưởng đó các bạn. Có nghĩa là bước kế tiếp nếu như chúng ta thấy cái giai đoạn này lặp lại đó thì bước kế tiếp chúng ta lại sẽ tới một cái giai đoạn sau khi mà những cái All Coin đều tăng hết những cái Meme Coin đều đã có sự tăng trưởng rồi đó thì tiền lại đổ trở vào Bitcoin. Ngoài chơi thì chúng ta có một cái tin tức gì lớn và xấu giống như chúng ta thấy được là Bitcoin Spot ETF bị từ chối đó thì đương nhiên tất cả đều sao đỏ hết các bạn nhưng mà ngay bây giờ đó thì chúng ta thấy được là tin tức vẫn rất là lạc quan Ngày hôm nay chúng ta thấy được là SEC đã chia sẻ một cái bài ở trên Twitter và các bạn có thể lên trên trang web chính thức để mà xem. Thì SEC đăng một cái tài liệu nó mang tính chất giáo dục cảnh báo các rủi ro về đầu tư tài sản crypto. Tóm lại đó là đây là một cái bài liên quan đến miễn trừ trách nhiệm các bạn. Nghĩa là ai muốn làm gì thì làm. Tương tự như trước khi mà họ duyệt Bitcoin Futures ETF đây lại là một dấu hiệu nữa các bạn chúng ta thấy được là nhiều dấu hiệu lạc quan gần đây họ nói chuyện họ chia sẻ những gì mà họ cần với lại những công ty những công ty chỉnh sửa nộp lại cho họ, họ gặp riêng một vài công ty vân vân. Hôm nay họ lại chia sẻ cái này giống như là họ chuẩn bị làm một cái gì đó các bạn và đương nhiên mọi người đều hướng tới là hôm nay dấu hiệu này càng cho thấy họ tự tin hơn là sẽ có một Bitcoin Spot ETF được thông qua từ đây cho đến tháng 1. Ngoài trừ thông tin này ra đó thì chúng ta đã thấy được là lực Hoa Kỳ đó thì từ từ chậm chậm nhưng mà gần đây lại có sự tăng tốc các bạn như thường như chia sẻ với các bạn sau khi mà chúng ta thấy cái sự kiện của Binance đã xảy ra cái tay bài tuần đó thì lực của Hoa Kỳ lại tăng tốc lên các bạn nghĩ tại sao lại như vậy Mỗi <laughs> người sẽ có mỗi suy nghĩ nhưng mà mọi thứ đó như thường chia sẻ những video trước đây nó ngày càng rõ ràng hơn những gì mà chúng ta chưa có thấy rõ như là thường đã nói với các bạn trong vòng là hơn cả năm qua có cái gì đó đang lớn hơn đang xảy ra đối với thị trường này và ngày lại càng rõ ràng hơn chúng ta thấy được là luật hầu như thường nghĩ là sẽ có rất là nhanh nè nha các bạn chúng ta có một cái dự luật hôm nay được chia sẻ bởi thường nghị sĩ Mitt Romney, thường nghị sĩ Mark Warner, thường nghị sĩ Mike Rouse và thường nghị sĩ Jack Reed những người này họ đã đưa ra một cái đạo luật phòng chống tài trợ khủng bố. Dự luật này đó sẽ mở rộng các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ để bao gồm cả các đơn vị tài trợ cho các tổ chức khủng bố bằng crypto hoặc là tiền pháp định. Đây là một cái luật đã khó rồi, bây giờ nó chỉ mở rộng hơn để giải thích rõ ràng là những cái công ty mà cung cấp crypto cũng sẽ phải tuân theo những cái quy định này. Bây giờ là một dự luật thôi các bạn, cần phải được thông qua thượng viện, hạ viện và tổng thống ký. Nhưng mà các bạn thấy được là gần đây đây chúng ta lại nghe một lần nữa những cái chào lưu liên quan đến những đạo luật lại được tung ra một cái nữa chúng ta cũng vừa nhận được ngày hôm nay đó lại là một dự luật nữa các bạn dự luật này đó là liên quan đến hạ viện hoa kỳ quỹ ban năng lượng và thương mại hạ viện đã thông qua dự luật ủng hộ blockchain một cách đồng thuận có nghĩa là thường nhớ 44 người bỏ phiếu đó thì tất cả đều bỏ phiếu là ủng hộ dự luật này. Dự luật này đó thì sẽ giao cho Bộ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo thực hiện các hành động cần thiết và phù hợp nhằm thúc đẩy sự cạnh tranh của Hoa Kỳ liên quan đến việc triển khai sử dụng ứng dụng và khả năng cạnh tranh của công nghệ blockchain hoặc các công nghệ sổ cái phân tán khác. Dự luật này đã được Ủy ban thông qua rồi nhưng mà đó là Ủy ban mà thôi, bây giờ đó là phải có một cái cuộc bỏ phiếu toàn diện ở Hạ viện rồi sau đó thượng viện và tổng thống ký mới trở thành luật được. Nói chung ngày hôm nay chúng ta đã có hai cái luật liên quan đến crypto và chúng ta cũng có cái thông tin đến từ Đài Loan. đồng chia sẻ xong rồi Thuận sẽ nói với các bạn. Theo Thuận thì những gì đang xảy ra hiện tại thì Đài Loan cũng vừa công bố đó là họ cũng đã thành công nghiên cứu về việc sử dụng một cái tiền được số quốc gia, một cái CBDC nhưng mà cho bán sĩ thôi nghĩa là đây là sử dụng cho những cái đơn vị công ty mà thôi, không phải đây cho người dân thì họ bây giờ sẽ tiếp tục tiến tới để mà thử nghiệm thêm. Các bạn nên hiểu crypto đã xuất hiện và sẽ không biến mất và thằng nghĩ bây giờ ai cũng đã hiểu đó là sự thật rồi các bạn, không ai mà không hiểu hết. Các bạn muốn cấm cũng không cấm được và các bạn nói về cấm thì cấm như thế nào các bạn giống như những mạng lưới phi tập trung như bitcoin làm sao để mà cấm và cho dù là một quốc gia cấm đi nữa thì các bạn chỉ có thể tự cấm bản thân mình sử dụng crypto mà thôi các bạn không thể cấm được crypto tại vì nơi này cấm nơi kia lại sử dụng thì làm sao mà cấm được các bạn quốc gia này không chấp nhận quốc gia kia lại chấp nhận những quốc gia họ sẽ mãi không đồng lòng với nhau thường đã từng chia sẻ với các bạn những thứ như là bảo vệ nhân quyền bảo vệ môi trường chống dịch bệnh những thứ cực kỳ quan trọng những quốc gia còn không đồng lòng và có nhiều quan điểm trái chiều với nhau thì làm sao mà họ có đồng lòng về một cái thị trường mà có thể mang lại lợi ích cho họ được mang lại thuế mang lại việc làm mang lại nhiều thứ cho quốc gia của họ thì làm sao họ lại đồng đồng được các bạn nơi đây không chấp nhận nơi kia cũng sẽ chấp nhận đó là, là sự thật rồi thì bây giờ chúng ta đã có cái sự thật đó những quốc gia họ sẽ làm gì các bạn đương nhiên họ sẽ muốn quản lý thị trường này quản lý bằng cách nào thuận nghĩ là những gì xảy ra nếu các bạn tin vào thuyết âm mưu đó thuận thì đương nhiên nghĩ là mọi thứ nó cũng diễn ra một cách nó trùng hợp mà thôi hay là nó diễn ra rồi và những nhà lập pháp nhất là hoa kỳ đây thì họ sẽ sử dụng những cái đó để có thể ra luật theo họ mong muốn để có thể quản lý thị trường này giống như chúng ta nói là năm ngoái đó thì có hàng loạt những công ty lớn ở hoa kỳ giống như là voyager celsius chúng ta nói tới ftx đã bị sụp đổ cái này nó làm lung lay lòng tin của rất nhiều người các bạn Thậm chí thuận và nhiều bạn cũng như vậy Chúng ta bị lung lay lòng tin Chúng ta không tin tưởng một công ty thứ ba nào trong thị trường crypto nữa Để mà lưu trữ tiền của mình Tại vì các bạn đã thấy những gì xảy ra trong năm vừa rồi Nhưng mà ngược lại Chúng ta bây giờ lại thấy hàng loạt những công ty phố war Họ muốn có Bitcoin Spot ETF Những tên tuổi lớn phải đeo đi, BlackRock Họ đã xuất hiện các bạn Và đây là những cái tên tuổi Mà rất nhiều người tin tưởng Tại vì những người đầu tư bây giờ Đã phần lớn có tiền Với lại BlackRock phải đeo đi Và có rất nhiều tiền Một phần của họ đầu tư là crypto Thì họ đã tin BlackRock phải đeo đi Với số tiền lớn hơn Thì không có lý do gì mà họ không tin những công ty đó quản lý cái phần crypto của mình. Điều thứ nhì nữa các bạn thấy được là CBDC là một cái công cụ mà Thuân nghĩ trên căn bản cũng sẽ giúp ích được cho nhiều người giống như là các bạn thấy là bây giờ đã gửi tiền xuyên quốc gia nó cũng rất là phiền phức và tốn nhiều thời gian chúng ta đã nói tới rất là nhiều rồi và các bạn gửi nhưng mà trên căn bản đó, nếu các bạn nói là gửi thành công thật sự đó thì không phải là ngay lập tức đâu trên căn bản nếu các bạn muốn gửi tiền cho thuận đó, thì gửi được hay không là một vấn đề các bạn ngày hôm nay các bạn ra ngân hàng ở nơi các bạn ở và các bạn nói là muốn gửi 100.000 đô la đừng nói tới một triệu hay là 10 triệu 100.000 đô la cho thuận Sử dụng ngân hàng các bạn Các bạn sẽ thấy là Sẽ có nhiều thủ tục rắc rối Nếu nói là Rất là khó để mà gửi các bạn à, Và dù các bạn gửi được đi nữa đó Thì khi nào thông mới nhận được 2 ngày 3 ngày 5 ngày Không biết tại vì sao Tại vì khi các bạn gửi trong cùng hệ thống ngân hàng đó thì các bạn thấy được có ngay lập tức tại vì những ngân hàng này họ đã có cái sự thông giao với nhau và họ tin tưởng lẫn nhau khi các bạn gửi đó thì cái số dư nó hiện lên cho cái người mà nhận nhưng mà trên căn bản tiền đó trên căn bản không có di chuyển tới ngân hàng đó nó phải là vài ngày sau mới gọi là saddle nghĩa là hoàn tất nhưng mà khi các bạn sử dụng những mạng lưới như là Bitcoin đó, Thì nó hoàn tất trong vòng 10 phút Nghĩa là nó đã, đã confirm, xác nhận xong hết rồi Và đây cũng là lý do tại sao mà khi mà chúng ta nói đến Nhiều người đã chỉ trích tờ Bitcoin chậm Nhưng mà họ lại không so sánh tốc độ Bitcoin Với lại tốc độ thật sự của tiền di chuyển Bitcoin thật sự nhanh hơn rất là nhiều Chứ không phải là chậm đâu các bạn Trong vòng 10 phút đã xác nhận hoàn tất rồi CBDC cũng sẽ có những công dụng như vậy Nó sẽ giúp cho nhiều người, nhiều doanh nghiệp Có thể chuyển tiền xuống quốc nhanh hơn cái phí có thể thấp hơn rất là nhiều nhưng mà khác thì đương nhiên đây cũng là một công cụ để có thể quản lý được tài chính của những người mà sử dụng và chúng ta thấy bây giờ ra một phần đã hình thành rồi khi mà BlackRock bắt đầu xuất hiện với Bitcoin Smart ETF khi mà Fidelity bắt đầu mở rộng dịch vụ crypto của mình thì tôi nghĩ là rất nhiều người sẽ sử dụng những công ty đó tại vì họ có lòng tin hơn và chúng ta sẽ thấy một ngày nào đó CBDC sẽ thay thế phần lớn những đồng stablecoin trên thị trường thì các bạn sẽ thấy được là thị trường này đó sẽ đi vào khuôn khổ như là thị trường tài chính hiện tại. Đó là những gì mà tôi nghĩ đang xảy ra. Đối với thùng với các bạn đó, thì điều này nó có ý nghĩa gì? Nó trên căn bản nó chỉ có cái ý nghĩa khi mà chúng ta nghĩ đến cái sứ mệnh của crypto là gì mà thôi. Chứ còn đối với một nhà đầu tư đó thì các bạn thấy được là càng được chấp nhận, càng có lực, thị trường lại càng sẽ phát triển các bạn. Và thị trường càng phát triển thì vốn hóa càng cao, vốn hóa càng cao thì giá của crypto lại càng sẽ tăng. Cho nên về phương diện của một người đầu tư đó, thì các bạn lại muốn là nó vô khuôn khổ của thị trường tài chính để có cái nguồn tiền lớn hơn đi vào trong thị trường này. Còn về cái tư tưởng crypto là gì đó thì cái đó mỗi bạn sẽ có một, một cái suy nghĩ khác nhau. Chúng ta còn một số những thông tin khác thường muốn chia sẻ với các bạn. Chúng ta có thông tin liên quan tới CZ. Thì khi các bạn đọc thông tin này nó khó hiểu một chút. Nhưng mà trên căn bản là như thế này các bạn. Chúng ta biết là có một vụ kiện tập thể dụ kiện này đã dẫn đầu bởi một cái công ty gọi là Moskowitz. thì đây là cái vụ kiện tập thể và những cái người đó nó họ kiện một số những người quảng bá Binance giống như là trong cái trường hợp này là Cristiano Ronaldo thì nói là tại vì họ tin tưởng những người nổi tiếng này họ mở tài khoản Binance rồi bây giờ là họ mua những đồng này đồng kia mua NFT bây giờ là họ bị lỗ cho nên bây giờ là họ kiện để mà đòi lại tiền của mình đây là cái vụ kiện chúng ta đã nói tới cái đây vài ngày nhưng mà gần đây đó, chúng ta đã biết là CZ phải ở lại Hoa Kỳ cho đến khi nhận án vào tháng 2. Thì bây giờ đó luật sư của cái vụ kiện này nói là muốn kêu đến tòa tại vì hiện bây giờ CZ đang ở Hoa Kỳ. Nếu như mà CZ rời khỏi Hoa Kỳ rồi đó thì không khi nào mà QCC trở lại được tại vì CZ cũng không có lý do gì để mà đến đâu các bạn và cũng không có trách nhiệm để mà tới hỗ trợ cái vụ kiện này thì vì đâu phải là kiện CZ đâu mà là những người này đó họ kiện những người mà quảng bá cho sàn Binance không biết là CZ có đến để mà làm chứng trong vụ kiện này hay là không nhưng mà đây là cái thông tin được chia sẻ ngày hôm nay chúng ta cũng có một cái thông tin liên quan tới thân blockchain thì theo thông hiểu đó đã có một cái sự tắc nghẽn trên mạng lưới và một số những cái ví hỗ trợ đồng thân này đó giống như là trong cái bài viết này họ nói là cái ví có tên là thân keeper thì đã ra quyết định là tạm ngưng hoạt động thì không biết bây giờ đã hoạt động lại hay là chưa nhưng mà cái sự tắc nghẽn này đó thì họ nói là đáng lý đâu theo cái sự thử nghiệm đó thì uh, thân blockchain có thể sử dụng lên tới là 100.000 giao dịch mỗi một giây nhưng mà cái lúc mà tắc nghẽn đó thì chỉ có một giao dịch một giây mà thôi được thông qua và có lên tới con số là 2 triệu gửi giao dịch đang bị treo trên thân blockchain này và họ nói một trong những lý do đó chính là liên quan tới một cái dự án có tên là Tornado. Đây là một cái dự án nó giống như Bitcoin NFTs, giống như là Bitcoin Ordinals. Thì đây là một cái dự án cho phép người ta ghi chú tài liệu lên trên block của thân thì nó cũng giống như là sẽ tạo ra những cái thân token hay là tạo ra những cái NFTs và Điều này đã dẫn đến sự hứng thú tăng cao và dẫn đến mạng lưới bị tắt nghẽn. Nhưng mà cái dự án Tornado này, này họ cũng đã nói là họ cũng tạm ngưng cho người ta mint những cái token mới hay là những cái NFT mới. Lý do tại vì họ nói là họ gặp cái vấn đề liên quan tới giao diện. Thường thì cũng không phải là theo dõi sát dự án thân này. Nhưng mà nào biết thêm chi tiết thì comment ở bên dưới. Nhưng mà thường muốn chia sẻ tới vậy đây cũng là một cái thông tin lớn ngày hôm nay. Và tôi nghĩ là nhiều bạn cũng đang hào hứng liên quan đến thông tin liên quan tới Layer Zero thường cũng thấy nhiều bạn hay chia sẻ về Layer Zero ở trên những cái mạng xã hội Thì Layer Zero đó, họ cũng đã chính thức xác nhận là họ sẽ phát hành một cái token Và token này đã sẽ phát hành vào năm 2024, nửa năm đầu tiên Và đây là một dự án mà nó cho phép di chuyển dữ liệu dưới những cái blockchain khác nhau và cũng là một dự án mà được đầu tư bởi những cái VC lớn các bạn giống như là E16Z và Sequoia Capital những cái tên tuổi này đã cũng đã đầu tư con số không hề nhỏ và dự án này đã đang định giá lên tới 3 tỷ đô la khi mà họ đầu tư đầu năm nay bây giờ có thể đã hơn rồi các bạn nhưng mà điều mà các bạn thấy mọi thứ nó dần dần đã trở lại rồi chúng ta thấy là sự hào hứng đến từ giá cả chúng ta thấy được sự hào hứng đến từ người xem video của Thuận và những người hoạt động ở trên cái lĩnh vực gây dựng content trong thị trường crypto này người xem tăng lên người mà gây dựng những cái content cũng tăng lên chúng ta nhìn thấy được là những cái công ty đầu tư quen thuộc cũng đã trở lại chúng ta thấy được là trong thời gian năm ngoái đó những cái công ty như là Sequoia Capital hay là ACNC đây những công ty tương tự như vậy thì họ lại giảm bớt cái số lượng tiền họ muốn đầu tư vào trong thị trường crypto này bây giờ đó các bạn thấy được dòng tiền cũng đã bắt đầu trở lại và đây tất cả những thông tin mà thường muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và các bạn sẽ có một cái cuối tuần vui vẻ. Và những người nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance, Alinex và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Những người nào mà sử dụng sàn giao dịch thì cho nên dùng để mà giao dịch mà thôi Không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn